Chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6. Chúng ta sẽ củng cố lại toàn bộ kiến thức lớp 5 để chuẩn bị thi vào lớp 6 đầu tháng 8 đó, để thi chọn vào cái lớp thí điểm. Cái thứ học mà sách đẹp đẹp đó. Rồi chúng ta làm bài đầu tiên là tìm được các loại nè. Headache là đau đầu, fever là ốm, là sốt, hungry là đói, stomachache là đau bụng. Vậy ở đây chúng ta phải chọn câu câu gì? Câu C nào. Rồi câu số 2 đây các bạn. Câu số 2, cái này chúng ta chọn cái nào? Ở đây chúng ta chọn môn thể thao, đúng không? Mấy cái là nghệ thuật rồi. Câu số 3, các chúng ta chọn câu B, bởi vì đây là danh từ, trong khi đây là nông trại, trong khi mấy cái này mấy cái con trâu nước, con hổ, con mấn khỉ. Rồi câu số 4 nè. Đơ rồi. Rồi câu số 4 các bạn, market. Market là cái chợ, trong khi mấy cái này liên quan điện thoại nè. Điện thoại, the pin, the corner, stop sign, traffic light, ba cái này liên là danh từ liên quan đến giao thông, trong khi turn left là động từ. Rồi short là ngắn, là thấp, shirt là cái áo sơ mi, dress là cái đầm, scarf là cái khăn, cho nên chúng ta sẽ khoanh câu này. Câu số 7, K là hang động, horse là con ngựa, forest là cái rừng, jungle là rừng, đấy chúng ta sẽ chọn con ngựa ha. Câu số 8, duck là con vịt, sheep là con cừu, bat là con dơi, chicken là con gà, và chúng ta chọn con nào đây? Chúng ta chọn con dơi đi, ba kia là con gia cầm. Rồi, câu số 9, chúng ta sẽ chọn câu này nha. Ba cái là địa điểm tham quan du lịch. Câu số 10 nè, go shopping, go do homework, clean my room là những cái hoạt động, các activity, trong khi campsite là danh từ địa điểm cắm trại. Rồi chúng ta xuống bài dưới, chọn câu trả lời đúng nhất. How old is your father? Có nghĩa là bố của bạn bao nhiêu tuổi? Chúng ta sẽ chọn câu nào? Chúng ta đọc à. My father is 40 years old. Cái từ 40 này bị sai, chúng ta chỉ có chữ O không có chữ U nha. Câu B, he's 40 years old, chữ 40 này cũng sai luôn. He 40 years old, câu này đúng này. 14 có 14, câu này bị sai bét. Rồi. Câu số 12, what did she do in the summer? Cô ấy đã làm gì trong mùa hè, và mùa hè cô ấy đã làm gì bây giờ? Các bạn lưu ý cái từ did là quá khứ rồi, thì chúng ta nhớ chọn câu trả lời có động từ cột 2, bao gồm có câu B hoặc là câu D có động từ cột 2, đó là learned. Nhưng bây giờ chúng ta xem nó khác nhau chỗ nào. Đang hỏi cô ấy thì chúng ta phải trả lời cô ấy chứ không thể trả lời tôi được, cho nên đáp án cuối cùng là câu này. Rồi câu số 13, what are they doing in the classroom? Bọn họ đang làm gì trong phòng học thế? Câu A này, they are talking with friends, bọn họ đang nói chuyện với bạn. They are playing basketball, they learn math and English, they play English game. Bây giờ các bạn nhớ, đây là thì tiếp diễn, bởi vì nó có chữ A, chữ doing, đây là thì hiện tại tiếp diễn này. Trong câu trả lời sẽ là chủ ngữ cộng động từ to be, cộng động từ thêm ing. Chúng ta có hai câu, đó là câu A hoặc câu B. Câu C, D là vứt, loại bỏ, không đúng thì nhá. Are talking hoặc là A playing, chúng ta chọn cái nào bây giờ? Họ đang nói chuyện với bạn bè của họ, với bạn bè họ đang chơi basketball. They are playing basketball, they are talking with friends. Ôi trời ơi, ở trong phòng học thì chúng ta nhớ chọn này thôi, trong phòng học không thể chơi basketball được. Câu số 14, where does a horse live? Một con ngựa thì sống ở đâu? Câu này nghĩa là một con ngựa sống ở đâu? Chúng ta coi câu A, một con ngựa sống trong một nông trại, một con ngựa sống trong một cái nông trại. Hai câu này y chang nhau, khác giới từ in on thôi. Một con ngựa sống trong một khu rừng, một con ngựa sống trong một ngôi nhà. Câu D vứt luôn nhá, không sống trong nhà này. Bây giờ chúng ta coi câu A, câu B, câu C thôi. Ngựa thì sống trong rừng đúng không? Có ngựa rừng thôi. Bây giờ chúng ta on a farm là đúng nhất. Một con ngựa sống trong một nông trại. Rồi, chúng ta nhìn vào tranh và chọn câu trả lời đúng nhất. Cái blue gì thì giá 20 đô la. Chúng ta điểm là 20. Blue cái này là t-shirt, t-shirt là cái áo thun, cho nên chúng ta sẽ chọn thế này. Cái green gì đó thì có giá 70 đô la, chúng ta tìm số 70. Cái này là sweater, sweater là áo len đó. Sweater. Cái gì thì có giá 5 đô la. Cái tìm cái gì 5 đô, cái tất đôi vớ. Tất thì sẽ là socks, được chưa? Rồi cái gì mà có giá 18 18 đô là cái mũ này là cap. Mũ này cap chúng ta khoanh vào đây.
Cái đầm màu vàng thì có giá bao nhiêu đô? Cái đầm màu vàng nhá, cái dress màu vàng có giá 80 đô. Vậy chúng ta sẽ khoanh vào con số 80. 80 của chúng ta là số nào? Là AT này. AT nha, AT là 18 nha. Rồi cái quần dài màu xám thì giá bao nhiêu đô? Gray pant đó, là quần dài màu xám. Chúng ta tìm này, đây này, 40 đô này. Chúng ta sẽ tìm số 40. 40 này là biết đúng nhất. Đó, 40 này thừa chữ U. Rồi, bài của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các bạn học thật tốt và đạt được kết quả cao.